là người người chứng không? Đúng không ta? Không biết. Lên đấy nha. Em cho anh thủ thủ ra xác định đi, ba vợ chồng bả chụp buổi này giờ hết buổi luôn rồi. Trái gì hết chụp hoài luôn á. Chưa xong. Cho thủ đi. Bả nhìn em kìa. Trời ơi, trời gì sắc mặt nó chát quá. Ôi giời ơi, có gì là vậy. Cái này rửa mà. Rửa trời ơi, sắc trùng không? Sắc trùng, sắc trùng. Nãy giờ chưa bắt mùi vô nữa kìa. Rồi nhẹ thôi. Nhẹ thôi. Thôi sao tắm đổ ngoài báo sao? Ông ma làm biết. Rồi vậy là xong chưa? Hai có rửa lại nước nào nữa? Rửa nữa. Vậy ha. Một bập. Ôi giời. Mập quá. Nước nước nó lấy đâu ạ? À? Ở cái gì ạ? Cái gì ạ? Hồi lúc trước á chị Liên á bả chưa lại đây á uống nước này không đâu. Cái gì? Chị Liên. Chị Liên đẹp lắm. Chị Liên đẹp lắm. Dạ cũng như chị Liêu Liêu vậy. Sao ai đẹp cũng tốt hết trơn ta. Yeah. Rồi chưa? Nước đó nữa xong chưa? Xong rồi. Nhi cũng đẹp á. Nhi cũng đẹp á. Trời có đồ nhắn lấy ra mà. Rồi ghiếc lên đang đang bỏ vô kho kìa. Ba có đồ. Rồi bỏ ở bà lấy cho tôi cái bộ đồ đó mới bà để dành mà mặc tóc gì đâu rồi. Để lấy ra mặc đi. Bao nhiêu tôi nữa? Cháy nước vô á. Quyết định kho cái chảo to này luôn. À. Rồi nó không dịch em ơi. Bà có phải đi dọn thôi luôn. Anh ăn dở không? Thì để đi mình kho xong mình lọc mình ăn sao cũng được. Chưa lao đó. Anh làm rồi nói chung là quyết định lọc phải không? Nghe ai nói gì đâu. Bài bản lắm chứ lộn ra mấy kho thấy không? Chưa để mình dở không chịu. Vậy là bữa nay là đi là kho thịt này là đãi mấy anh em tốt nè. Dạ. Vậy là người người chứng không? Đúng không ta? Không biết. Lên đấy nha. Điểm hai. Chưa gì điểm không? Lâu 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 nhiêu đó. Đảo tám. Lúc liên tục bây giờ. Ô, hai bốn sáu năm chục. Ở đây đủ chục người không? Quay tầm bảy. Điểm hai. Phút chín phút thì chị ngắt. Chút tới chị quay tiếp hay chị quay liền 80 phút chị tắt dạ, rồi nhớ nhớ mình lôi từ dưới cho lên liên tục cái nào cũng cắt luôn chị cắt ảnh một clip luôn rồi chị nữa chị cắt hết sợ gì mình lỗi chị quay tầm 17-18 chị tắt một clip rồi quay tiếp đúng rồi chị làm vậy không muốn ý là thêm á quý vị cái video mình có cái video cắn đi hay quá mình nó quay dài còn nó chưa cắn tám tám chín phút giữ chân người xem cao tại vì một cái nội dung này mùa bảy mười tám phút là khó nhất cái nào có cắn người ta quan tâm người ta mới thương coi lâu ha em nói chị hiểu rồi kênh của chị coi như là nó là tạo lại kênh mới coi như là nó mất đời sức mất tiêu hết trơn luôn chị tâm sự nó có dính gì đó có gì đâu bình thường mình về mình bỏ mày cũng có bình thường cũng có gì đâu sợ gì đâu mình có nói xấu gì ai đâu đâu tốt đâu mà nói xấu rồi các đồng đội chế biến thức ăn mình tới đâu rồi ôi lột trứng bỏ dính vô vỏ nhiều á ngon ha trứng vịt ngon ha rồi cái bếp cháy nãy giờ đó nghe tranh thủ nghe cháy nãy giờ lâu lắm rồi đó phải nãy Nhi buông ra Nhi ướp thịt đi còn trứng chút nữa bỏ vô sao cho mấy cái mít ra Nhi dập cửa này
lột chín rồi. Kêu mẹ chồng ra. Cô là làm phụ vô chồng lấy đồ. Cái đồ ớt thịt chứ. Cô Dung, cô biết nấu không cô Dung? Cô Dung ơi, cô biết nấu không? Biết hả? Biết sao không hả? Rồi, thứ hai vợ chồng tối tội lắm. Sau 5 giờ á, rồi ra ngoài đó tự động buổi tối đi 5 giờ đột nhập vô thử á. Là hai vợ chồng ngồi hơi lửa, lạnh. Lạnh rồi hỏi sao, nói áo không có được dày, nó lạnh. Rồi ổng thì không có quần dài nè, mà quần tà lỏng mà. Đó, cái bếp đóng bung còn đó. Sửa ấm hay đốt lửa sửa ấm? Sửa ấm. Mấy ngày nay thời tiết chuyển mùa cho nên lạnh. Lạnh, lạnh. Bây giờ cũng lớn tuổi rồi. Đúng rồi. Lớn tuổi rồi lạnh. Cho nên là đi ra ngoài trời đốt bung rồi ngồi ngay đó để cho nó ấm. Hỏi ở trong nhà sao, nó trong nhà lạnh. Mình nhắc quý vị khán giả được biết ha, đây là cái ngôi nhà hoang ha, thì cái này á, là cái cây xăng của người ta ha, người ta xây lên không biết lý do gì mà người ta không có hoạt động, thì bốn người là hai gia đình vô đây tá túc ở trong đây ha quý vị khán giả. Trước khi về đây ở là mình ở đâu nhỉ? Đây là có nhà ở không? Nhà bà nội đây. Bà nội chồng. Đây à? Bà nội chồng. Rồi bây giờ sao mình không có đó mình về ở? Ơi, đã nói tôi với chồng tôi đến tìm bà nội mà. Thì buồn quá đi hay sao? Dạ. Bà nội đại với không? Chứ là chở cho cái lông muối thôi. Thấy có nước kìa. Dạ. Cái này anh coi bằng gì? Đây, dưới tỏi vô không? Không, có tỏi gì nó mới thơm. Hết tỏi rồi. Nè, bỏ lên đi. Cho nó béo béo đi. Mẹ ơi, bỏ lên giùm con hay gì nè, sao được? Không, ngày nãy nó gà tôi luôn, tôi biết mà. Tội lỗi với ai, cái này lâu lâu mà còn có lấy phép. Mới được quý ông bà, cô chú, anh chị này kia thương. Bắt lên giùm con đi. Quay nghe nó gọi cái tuổi nó cũng không cho ra nữa. Đã vừa đem cái đâu trời. Đó, giờ con dâu ướp xong rồi đưa bà chồng thôi. Bây giờ chồng này dâu ngồi chỗ quẩy nè. Này dâu giống cốt chuyện vợ đậu quá vậy. Này giống con dâu lộ đạm ha. Cô Dung, cô Dung, cô nấu cái đó là tầm cỡ bao lâu đó chính là cô Dung? Cô Dung ơi, chút xíu hả, chút xíu là bao lâu? Là nửa tiếng à, chân tiếng quá. Bò mềm chân tiếng, tủi là cháy lên lên lên. Dưới này gió, không nóng. Bữa nay là kho đồ ăn là được có nước tương, nước mắm rồi là quá ngon rồi. Chứ bình thường chị kho chị để cái gì với cái gì? Đúng vậy đó, đúng vậy đó, tại bữa nay hết. Tại bữa nay hết không? Rồi bữa nay hết rồi, gặp ông Tiên, xin ông Tiên. Xin ông Tiên. Rồi hết gạo rồi, xin ông Bụt. Bụt. Hôm nay thì ông Tiên, Bụt, cô Tiên thì xuất hiện quá nhiều. Ôi, quá nhiều. Quá trời. Thấy không? Vì vậy mai mốt á, chị phải nói chuyện á, mình lựa lời, mình nói cho quý ông bà, cô chú, anh chị, bạn thương. Thì người ta mới lợi thương mình ha. Mốt ạ. À.